Kênh Kim Hòa Fashion hôm nay xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều may mắn và nhiều sức khỏe nha. Và ngày hôm nay mình cũng muốn gợi lại kỷ niệm cách đây một năm, thành phố Sài Gòn mình đã bị giãn cách xã hội. Mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn để nhớ lại những ngày này, những ngày rất là buồn của thành phố Sài Gòn ha. Có những gia đình mất mát tại vì dịch Covid và đã ra đi vĩnh viễn, thì cái ngày này không ai mà không thể nào mà quên được hết đó. Cho nên mình xin chia sẻ lại, mình đã quay được một clip cảnh Sài Gòn, thành phố Sài Gòn đã chìm vào trong một cái màn đêm mà thật là vắng vẻ nha các bạn. Rồi bây giờ mình hãy cùng xem lại ha. Thì đây là con đường Phan Đình Phùng, thì sẽ tiếp nối dài qua cầu Kiệu. Đây là mình thấy những cái cửa hàng đã đóng im lìm ha. Rồi mình sẽ đi tới một cái đoạn đường đó là cái chợ Phú Nhuận. Chợ Phú Nhuận, cái tất cả các chợ đều đóng cửa hết, là không cho buôn bán gì hết. Dịch Covid rất là nguy hiểm đối với lại loài người, thì không ai dám ra đường luôn, bởi vì tràn lan hết luôn. Thì sau một năm đó thì mình đã có thuốc ngừa bệnh Covid và tất cả mọi người đã được tiêm chủng, thì đỡ rất là nhiều luôn. Thì bây giờ đã trở lại bình thường như cũ ha. Còn những cái cảnh này là mình quay trong cái đoạn đó, trong cái thời gian đó, mình đã ra ngoài, mình quay được cái cảnh này rất là buồn luôn. Mời các bạn hãy cùng theo dõi từ đầu đến đuôi nha, để coi thành phố Sài Gòn mình cách đây một năm như thế nào. Và mình đã ghi hình lại những cái cảnh này để lâu lâu mình nhớ lại nha các bạn. Và đây là chung quanh hồ con rùa nha các bạn. Có thấy những cái sợi dây giăng không? Là cấm không có cho được vào trong đó ha. Thì ở ngoài đường đó, xe chạy rất là ít luôn. Bình thường, ngày thường ở chỗ này đông lắm các bạn. Dòng xoay mà. Thì mình thấy cái cảnh này vắng lặng thật là buồn ha. Thì cũng may là có thuốc á. Rồi tất cả mọi người được tiêm chủng hết, cho nên bây giờ đỡ rất là nhiều luôn.
và mình sẽ đi quanh nhà thờ Đức Bà nha. Hiện năm ngoái đang tu sửa, cho nên mình cũng rào lại luôn, cho mình cũng không có vô được, mình chỉ đi ngang quanh thôi. Rồi thì màn đêm cũng bắt đầu buông xuống nha các bạn. Bây giờ mình đã ra thẳng trung tâm Sài Gòn rồi. Và mời các bạn hãy nghe một bài hát đêm đô thị để cho vui vẻ chút xíu nha các bạn. La 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 la
Như các bạn đã thấy, thành phố Sài Gòn mình lúc về đêm rất là đẹp và lung linh ha các bạn. Những người nào ở xa quê hương lâu năm thì nhìn những cái cảnh này rất là nhớ. Mình muốn chia sẻ đến các bạn gần xa, nhất là những bạn nào ở hải ngoại thì rất là muốn nhớ về quê hương của mình. Thì hãy xem những cảnh này cho đỡ nhớ nha. Và rồi thì mình cũng gần về tới nhà rồi các bạn. Và mình xin chào tạm biệt các bạn ở đây nha. Mình xin khép video này lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu như mà các bạn có thích kênh Kim Hòa Fashion thì xin hãy đăng ký, like và chia sẻ video này để cho các bạn cùng xem. Và mình cũng không quên cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình mỗi ngày. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui và nhiều điều may mắn trong cuộc sống này nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt, bye bye. Yeah.